phải làm lại rồi. Chào Yến ngâm mỡ luôn á. Sao quay? Đang đi xem một đêm truyền thống tại Bhutan. Đây là một ngôi nhà truyền thống tại Bhutan đó mọi người. Nhiệt độ hiện tại là khoảng 12 độ. Bây giờ đang là mùa xuân tại Bhutan. Khói quá tại vì mọi người đang đốt lửa, ốc bị cháy mắt. Cây mắt. Ốc kem mượn cái khăn. Đốt lửa nên là khói thổi bị cay. Ốc với lại Mai Phương là đang ngồi ngay hàng đầu luôn. Chào em yêu. Em yêu Ruby Trương. Nãy bị ao nên ốc phải làm lại. Truyền thống của người Bhutan. Người Bhutan thì người ta vẫn ở trong những ngôi nhà truyền thống như vậy nè mọi người. Người ta có xây nhà cao tầng nhưng người ta giữ nguyên cái kiến trúc cũ. Người ta không có xây những ngôi nhà hiện đại. Ở đây có nhiều cái kỳ lạ lắm. Người ta không có giết động vật. Tất cả những thịt mà mọi người ăn thì đều được nhập khẩu hết. Từ thịt gà, thịt bò, tất cả là đều nhập khẩu hết. Thịt heo cũng vậy, người ta không giết bất kỳ một con vật nào. Ở ngoài đường có rất là nhiều chó và chó nó rất là hiền và ở khắp mọi nơi như là bạn của con người vậy đó. Chào Trang Thúy Vũ, chào Yên Phượng, Lương Ngọc Bảo Hà, hello. Dạ em cảm ơn chị Nga Nguyễn, chào Mai Ngọc. Hana Tím, mình đi theo tour đúng rồi, ở Bhutan là như phải đi theo tour, đi tự túc rất khó. Nhưng mà tour Bhutan không có đại trà, chỉ có một vài những công ty họ chuyên làm chương trình đặc biệt đó, thì họ mới làm hành trình đến Bhutan thôi. Chào, chào em Tuấn Khanh, em khỏe không? Chào Phương Thúy An, Trần Nga, Sushi Yến, Hoàng Vi, Thắng Nguyễn. Chào Bắc Nga. Bhutan là một quốc gia Phật giáo và con người ta được lĩnh hội. Ông nói chuyện ngắm mắt nha. Con người ta cảm động lắm các anh chị, chương trình biểu diễn mà cảm động chảy hết cả nước mắt. Chương trình biểu diễn mừng năm mới của người ta mà cảm động chảy hết cả nước mắt đi. Chị Quỳnh Anh ơi đang ở Bhutan.
vừa khóc vừa cười nó rất kỳ. Làm cho tôi rơi nước mắt đây. Những người phụ nữ tại Bhutan họ có gương mặt rất là giống nhau mọi người. Một cái kiểu mặt, một cái xương mặt. Họ không có trang điểm nhiều nhưng mà họ luôn sử dụng son. Những người bình thường cũng như vậy đó. Quần áo của truyền thống của người Bhutan thì rất là sặc sỡ. Và cho tới bây giờ người ta làm đủ thứ công việc nhưng mà người ta vẫn mặc trang phục truyền thống, người ta không mặc đồ hiện đại mọi người. Đây là một đất nước mà người ta được lĩnh hội về tư tưởng Phật giáo cũng như là những cái điều khiến cho con người ta cảm thấy hạnh phúc và bình yên, cho nên người ta không có những cái nhu cầu giống như chúng ta. Người ta không cần phải bước ra quá nhiều ở thế giới bên ngoài mà người ta chỉ tận hưởng cái cuộc sống bình yên mà người ta đang có mà thôi. Tại Bhutan thì không có, trước đây thì không có đường bay thẳng, phải transit rất là cực mới có thể đến được đây, nhưng bây giờ hiện tại thì đã có đường bay thẳng, nhưng chỉ có hai hãng hàng không có khai thác thôi và không liên kết với bất kỳ một hãng hàng không quốc gia nào khác. Đó là hãng hàng không của Bhutan Airlines, là hãng hàng không của chính đất nước Bhutan. Em yêu, ngoài Bhutan Airlines là còn một hãng nữa đúng không? Là Rock Airlines cũng của Bhutan Airlines. Cũng của hai cái là một. Bhutan Airlines hai cái đều là một. Họ không có liên kết với bất kỳ một cái hãng hàng không quốc gia nào. Là họ rất là cô lập thì không phải, mà họ muốn giữ một cái vòng tròn an toàn cho đất nước của họ. Họ vẫn đón tiếp khách du lịch nhưng mà không có đón một cách quá ào ạt. Cái tiền tour để đến Bhutan thật sự rất là đắt tiền so với những cái tour bình thường. Trước thì Bhutan người ta tính phí visa của một khách du lịch ở đây một ngày rất là cao, để có thể là một phần là người ta muốn hạn chế cái lượng khách du lịch đến với đất nước này quá nhiều, tại vì người ta sợ là xói mòn văn hóa, người ta sợ là khách du lịch sẽ làm xáo trộn cái cuộc sống bình yên của người dân địa phương tại đây đó mọi người. Người ta đón những cái đoàn khách du lịch một cách rất là nhẹ nhàng, từ tốn và khiêm nhường. Chào Việt Hưng. Rất là nhiều lý do để cho Bhutan trở thành một quốc gia đặc biệt. Và người ta gọi đây là đất nước hạnh phúc nhất thế giới vì cái tiêu chuẩn về hạnh phúc của người dân tại đây khác chúng ta rất là nhiều. Họ không chạy theo những cái mà thế giới đang theo đuổi. Họ không có showbiz đâu mọi người, họ chỉ có những cái tiết mục biểu diễn truyền thống như vậy thôi. Họ có sử dụng điện thoại nhưng mà không có quan trọng phải lên mạng xã hội hay là không có quan trọng wifi. Nói cho mọi người biết những cái điều về Bhutan, tại vì đây là những điều rất là đặc biệt. Họ tất nhiên cũng sử dụng tiền chứ, cái đồng tiền mà tiêu tại Bhutan là nu, nhưng mà họ không có quan trọng là mình phải có bao nhiêu tiền. Họ quan trọng cái định lượng về hạnh phúc. Tại Bhutan có một cái bộ gọi là bộ hạnh phúc, và những người làm việc trong bộ này là sẽ phải làm việc rất là tích cực. Họ đi khắp mọi nơi để đo cái chỉ số hạnh phúc của người dân Bhutan như thế nào. Bhutan hiện nay có vẫn có quốc vương và nhà vua của Bhutan là rất là khác biệt với tất cả những đời vua trước đó. Ông là người gọi là đàn ông đứng đầu đất nước, nhưng ông tuyên bố với toàn dân tại Bhutan cũng như là dân chúng thế giới rằng là ông chỉ lấy đúng một người vợ mà thôi. Người vợ nhỏ hơn ông 17 tuổi, trong khi tại Bhutan thì đàn ông được lấy 4 vợ, nhưng mà người đứng đầu đất nước thì chỉ có một vợ. Và người dân Bhutan người ta cũng rất là tự hào là bởi vì nhà vua của họ là gọi là vị đứng đầu quốc gia duy nhất trên thế giới mà không có cận vệ. Tức là khi đi ra ngoài, nhà vua có thể thong dong mặc đồ bình thường như một người dân bình thường, chạy xe đạp ở những khu chợ.
và không có security, không có những người bảo vệ như là những vị tổng thống, những vị thủ tướng hay là nhà vua của các quốc gia khác. Là lý do tại sao? Tại vì đất nước này quá yên bình đó các bạn, nên là sẽ không có những cái chuyện mà xấu có thể xảy ra. Đó là cái điều rất là đặc biệt về nơi này. Cảm ơn em Minh Tâm Nguyễn, tại vì đến với những đất nước này mình biết thêm được nhiều những cái điều hay đấy. Trước đây mình đã từng nghe nói về quốc gia này nhưng mình cũng không quá hiểu, nhưng mà 5 ngày mình ở đây thì mình cũng biết thêm được khá là nhiều. Còn nhiều điều hay lắm, nói ở đây chắc ốc cũng không nói hết được. Lại mình cũng còn cần thêm thời gian để mình tìm hiểu, nhưng mà đó là những cái điều rất là đặc trưng. À, tại quốc gia này á, người ta là người dân ở đây thì người ta cũng chỉ loanh quanh trong cái cuộc sống của người ta thôi, và 80% là nông nghiệp, nhưng mà người ta nói tiếng Anh rất là tốt mọi người. Tại vì các em nhỏ từ khi bé xíu, từ bắt đầu học tiểu học là đã được học tiếng Anh rồi, cho nên là ở tiếng Anh có thể ra ở đây thì tiếng Anh là một ngôn ngữ rất là phổ biến và được sử dụng rất là rộng rãi. Khói quá, cay mắt quá. Dạ thầy ơi, Tiến Lê ơi, đúng rồi, khói quá. Ở Bhutan là rất là cao so với mặt nước biển. Tùy từng khu vực là Paro hay là Thimphu mà sẽ là độ cao từ khoảng tầm 1,000-2,000 mét so với mặt nước biển, cho đến 3,000-4,000 mét so với mực nước biển. Cho nên không khí ở đây thì nó rất là lạnh, rất là loãng và cũng khá là khô. Hiện nay Bhutan đang là mùa xuân. Vào thời điểm mùa đông là lạnh lắm, nhiệt độ âm mấy độ là bình thường mọi người. Còn vừa rồi thì tuyết đã tan và mùa xuân, cho nên là thời điểm hiện tại á, thì nhiệt độ ban ngày khoảng tầm từ 18 đến 20 độ. Nếu mà đi lên núi như hồi sáng nay Ốc với Mai Phương leo lên Tiger Nest á, thì lạnh hơn. Tại vì mình ở trên cao, rất là cao, cho nên không khí nó loãng hơn, làm cho người ta dễ bị mệt hơn. Nhưng mà người dân ở đây thì người ta quen rồi, chỉ có khách du lịch thì cần phải chuẩn bị cái thể lực tốt để có thể di chuyển những cái đoạn đường dài và dốc cao thôi. Còn buổi tối thì nhiệt độ sẽ từ khoảng 8 cho tới 12 độ. Hiện tại thì chắc lúc này khoảng tầm cỡ 12 độ. Dạ con ở Bhutan thầy ơi. Chào anh Vũ. Lâu quá em không có gặp anh, vẫn nghe chị Rùa nhắc tới anh. Ở đây người ta đang biểu diễn một cái chương trình truyền thống để cho mình hiểu hơn về văn hóa của người Bhutan. Ở Bhutan nó nổi tiếng nhất là những cái công trình kiến trúc gọi là Don, tức là trong đó là người ta sẽ lưu giữ lại những cái vật phẩm, những hình ảnh về các con vật, các loài cây. À, những cái nghi thức truyền thống tất cả đều được lưu giữ ở trong đó. Nó giống như là museum, giống như là viện bảo tàng vậy đó mọi người. Và mỗi một khu vực thì đều có những cái don rất là lớn, rất là hoành tráng. Và đương nhiên không thể nào thiếu những ngôi đền. Những ngôi đền ở đây rất là linh thiêng, tại vì văn hóa của người dân Bhutan là văn hóa cầu nguyện. Ngay cả những em học sinh còn rất là nhỏ mà mặc trang phục truyền thống đeo cặp đi học, các em học xong là các em cũng vào trong những ngôi đền để cầu nguyện. Cảm ơn em Ô Tú. Chào Đức Trần. Ở bên đây hả? Ở bên đây đi sau Việt Nam mình một tiếng. Chào Diễm Trang. Ôi chào chị Minh Hải, Nguyễn Vân. Dạ con cảm ơn thầy. Ở Bhutan là một trong những quốc gia mà có nhiều lễ hội nhất thế giới mọi người. Thường thì mỗi lần mà lễ hội lớn, ví dụ như những lễ hội về Phật giáo hoặc là những lễ hội như thức đón chào năm mới chẳng hạn, thì người dân người ta sẽ tập trung ở những khu vực rất là rộng lớn, khoảng tầm cả 10.000 người sẽ tập trung cùng một lúc để người ta cùng thực hiện những lễ hội với nhau, những cái nghi thức được thực hiện và người ta cứ ngồi xung quanh người ta xem, mà ở đây rất là thoải mái. Ví dụ như những lễ hội về Phật giáo thì ở phía trên những người trụ trì, các sư thầy giảng đạo thì ở dưới, mọi người dân vẫn thoải mái, đói thì ăn, mệt thì có thể nghỉ, chứ người ta không có gọi là gò bó ép buộc người dân theo cái kiểu là tôi bắt phải như vậy, phải như vậy, mà người ta để cho người dân được thoải mái tận hưởng những điều tại đất nước này. Nhưng mà người dân ở đây thì người ta rất là tự giác và người ta nhận thức được rằng điều gì tốt cho cuộc sống của họ, cho nên là người ta luôn cầu nguyện để có bình an trong tâm hồn. Và cái nhu
cầu về hạnh phúc của người ta rất là đơn giản. Đó là lý do tại sao mà Mai Phương muốn đến đây, tại vì Trần Vân Anh. Mai Phương đến đây cũng là để cầu nguyện về sức khỏe, về bình an và ốc cũng vậy. À, hôm qua thì hai chị em có đến thăm một nơi rất là đặc biệt. Nơi đó là nơi có bức tượng Phật bằng đồng lớn nhất trên thế giới, cao gần 60 mét. Và người ta đã mất rất là nhiều năm để có thể hoàn thành bức tượng này, bắt đầu xây dựng từ năm 2005. Dự định là đến 2010 là khánh thành, nhưng cuối cùng là phải tới 2015 thì mới chính thức đón tiếp người dân vào trong khu tượng Phật để có thể cầu nguyện. Thì trong đó có 5 tầng tháp và phía bên trong thì có khoảng 125.000 bức tượng Phật bằng đồng lớn nhỏ, và người ta vào đó cầu nguyện hàng ngày. Không chỉ có người dân Bhutan mà còn có rất là nhiều người dân tại quốc gia khác, người ta cũng tìm đến đây để cầu nguyện. Lưu Quốc Hùng, em yêu Trịnh Duy Anh. Trịnh Duy Anh, đây là điệu múa truyền thống thôi mọi người. Tại vì ở Bhutan có một con vật rất là đặc biệt, con bò giáp, còn một cái con vật nữa tại Bhutan là cái con mà đầu dê mình đầu bò mình đầu đầu bò mình dê đầu bò mình dê thì đầu dê mình bò, chồng dê mình bò, xin lỗi em nói đầu dê mình bò, nhưng mà chị nói giờ đầu dê mình bò vậy đúng, chị đúng thấy chưa? Mai Phương xin lỗi, Hoàng Tân xin lỗi, vậy con này con bò giáp, ok, con này con đốc nè. Con vật đặc biệt tại Bhutan là con đầu dê mình bò thì đó, cái tên nó làm sao là cái người nó đi trang vậy đó mọi người. Takin, à cái rượu này ngon lắm này, đây là một cái rượu gọi là rượu đỏ, rượu đỏ ngon lắm luôn. Ở Bhutan người ta còn uống trà và trà sữa nữa, trà sữa từ con bò vắt rất là ngon, rất là thơm. Ở đây còn có rượu đào rất là ngon. Đúng rồi em, thì đây là hình dáng vậy thôi, nhưng đây là con bò vắt của Bhutan á. Con bò này là nó vắt sữa ra cho người dân Bhutan uống, và từ sữa đó người ta tạo ra những cái chế phẩm từ sữa bò vắt, và cả trà sữa của Bhutan là cũng trà sữa bò vắt luôn á mọi người. Dạ. Dạ cảm ơn Trần Vân Anh ạ. Hỏi cây nên khóc, đúng rồi Hồ Thái Hòa. Nãy giờ ốc nói thôi. Tại vì để Mai Phương nghỉ. Ốc nói thì mình được rồi. Em yêu Vi Vân à. Đúng rồi, Vi Vân Võ à. Ở Bhutan thì là trà sữa mà bò vắt, còn ở Nepal chắc là có trà sữa dê tươi nữa đúng không? Trên 3.000 mét, và với một ngôn ngữ của người phía đông khác, vẫn là một tôn giáo nhưng mà khác với ngôn ngữ. Bây giờ sẽ là một điệu múa truyền thống của người Bhutan, nhưng mà người ở phía đông là họ sống ở trên cao khoảng 3.000 mét so với mực nước biển. Họ nói một cái ngôn ngữ khác, khác với cái ngôn ngữ truyền thống của người Bhutan. Đó là Doji, là hướng dẫn viên của đoàn mình, người Bhutan. Anh này rất là dễ thương. Người Bhutan bản chất họ rất là thiện, nên họ lúc nào họ cũng nhiệt tình quan tâm tới mình, và họ rất là nhẹ nhàng. Cái đặc điểm không micro nhá. Nhạc trầm trì, hát trầm trì luôn. Thấy không? Đây người ta không có dùng mic luôn, người ta cứ hát chay vậy đó. Nhưng mà làm như họ ở trên vùng cao, giọng họ khỏe lắm, cũng vang lắm mọi người. Sau đó là sẽ có điệu múa của người ở phía Tây nữa.
Pakistan là một quốc gia nằm giữa Tây Tạng và Ấn Độ. Văn hóa của họ có sự pha trộn của người Tây Tạng và cả người Ấn Độ, nó thể hiện rất là rõ trong các nét vẽ, trong các họa tiết, trên quần áo, trên các vật phẩm, trên nhà cửa. Và cái phong cách du mục của họ nữa. Cuối tuần người Bhutan thì người ta giải trí, người ta cũng không có trung tâm thương mại, người ta không có đồ hiệu, người ta không có shopping. Người ta giải trí bằng cách là đi ra những bãi cỏ rộng lớn và người ta cắm trại, hoặc là người ta chơi những cái trò chơi truyền thống như là ném phi tiêu. Là người ta không có cập nhật những cái quá mới, cho nên người ta không có bị xáo trộn cái cuộc sống bình yên vốn có của họ. Cảm ơn Trang Mai. Ở đây thì giáo dục và y tế là có chính phủ lo, nhà vua đã lo hết cho người dân rồi, cho nên người ta không có bị áp lực cái chuyện là nếu bệnh tật thì tôi phải tốn bao nhiêu chi phí cho chuyện chữa bệnh, và con cái của chúng tôi phải học hành ra sao, như thế nào. Người ta không bị áp lực, cho nên là người ta kiếm tiền một cách rất là nhẹ nhàng qua ngày, và cuộc sống chỉ có giản dị như vậy thôi. Không có phân biệt giàu nghèo, người nào cũng được hưởng cái chế độ phúc lợi của xã hội giống nhau. Thực ra đó là cái điều mà chúng ta đang tìm kiếm, đúng không mọi người? Ai cũng có những cái mục tiêu lớn trong cuộc đời của mình, nhưng mà thử nghĩ mọi thứ nó đơn giản hơn thì mình sẽ cảm thấy là bình yên và hạnh phúc nó không phải là một cái khái niệm xa vời. Nhưng thực ra là cũng có rất là nhiều điều để mình có thể học tập ở đất nước này. Tất nhiên cuộc sống ở mỗi nơi sẽ khác nhau. Một đất nước hiện đại, một đất nước mà có cái nhịp sống nhanh, nó vẫn có những cái điều rất là hấp dẫn. Một đất nước mà người ta sống chậm và người ta giữ đúng với những cái gì mà người ta mong muốn thì người ta sẽ tách biệt và người ta luôn luôn giữ được một cái cuộc đời rất là bình yên. Mình có thể sàng lọc những điều đó để chắc lọc điều đó cho cuộc sống của mình. Mình vẫn giữ cái cuộc sống của mình với những mục tiêu mình cần theo đuổi, nhưng mà hãy chọn lọc để xem coi thực sự cái điều gì làm cho mình hạnh phúc nhất. Giống như ốc hạnh phúc với những chuyến đi, ốc hạnh phúc khi được về cái chuồng thân yêu của mình bên các con. Mặc dù cũng như mọi người, ốc cũng phải đi kiếm tiền, ai cũng vậy, phải chăm lo mọi thứ. Tại vì tại đất nước mình thì mình đâu thể nào được gọi là miễn phí cho chuyện giáo dục hay là y tế đâu. Còn quá nhiều những chi phí khác, nên là mình vẫn phải làm việc. Nhưng mà mình tự biết là cái điều làm cho mình hạnh phúc nhất là gì. Dạ thầy ơi, dạ con đưa Mai Phương đi để hai chị em thoải mái bên nhau. Mai Phương cầu nguyện bình an và sức khỏe chứ không phải đi chữa bệnh ạ. Nhưng mà để cho tâm hồn mình bình yên cũng là điều cần thiết, vì tinh thần lạc quan cũng giúp cho mọi người, và nhất là một người giống như Mai Phương có thể cảm thấy mạnh mẽ hơn. Vì cái con đường mà chiến đấu với bệnh tật cũng còn rất là dài. Giờ có cái điệu múa này vui nè, ông chú hạnh phúc. Chưa hiểu. Cảm ơn em Liên Lê. Chào Huỳnh Ngọc Hiệp. Chào chị Nga Phan. Ở đây thì ai cũng hạnh phúc, chắc là mấy ông chú cũng hạnh phúc tại vì điệu múa này tên như vậy. Chào em Cẩm Vân Phạm. Những hướng dẫn viên ở đây người ta giỏi lắm, người ta nói tiếng Anh rất là tốt và người ta rất là hội nhập mọi người. Nói chung là ở Bhutan nghe nó có vẻ rất là xa lạ, nhưng mà mình đến đây mình đừng lo rằng là mình sẽ không được sự giúp đỡ, hoặc là mình sẽ không biết giao tiếp như thế nào. Ở đây không có khó để làm được điều đó, chỉ có khó là khó về di chuyển thôi. Tại vì có những đoạn đường đèo núi thực sự là nếu mà không có người dân địa phương hay là những người tài xế chuyên nghiệp thì mình sẽ không có tự đi được. Anh Lê, tour này chị Ốc với Mai Phương đi ở bên công ty Amazing Out Tour. Ở công ty này thì họ chuyên làm những tour mà nó có phần hơi đặc biệt, ví dụ như là tour Bhutan nè, Maldives nè, Bali nè, Phuket nè, Hokkaido nè.
thì họ không làm những cái tour mà theo kiểu thông thường, mà những cái tour nó mang tính khám phá về văn hóa địa phương. Hiếu Nhi à, em đi rồi hả? À em bé ở đây dễ thương á, cũng mặc đồ truyền thống vậy đó, đeo cái cặp đi học xong hai cái má đỏ giống như mấy em bé trên Sapa mình vậy đó. Cảm ơn Trang Mai. Trong những cái ngôi nhà truyền thống của người Bhutan, nó đồ đạc nó giản dị, đa phần là đồ gỗ, người ta nằm trong cái giường, nếu mà người ta chưa có lập gia đình á, người ta nằm giường mà giường đơn nhỏ xíu à, chưa tới mét nữa, giường đơn của người ta khoảng tầm 90 cm à, có cái nệm mỏng thôi, cuộc sống ta đơn giản. Ở Bhutan thì cái văn hóa về gọi là tình yêu, tình dục nó cũng rất là cởi mở. Bởi vì đàn ông ở đây được lấy 4 vợ. Nhưng mà thường những người vợ người ta lại hạnh phúc với điều đó. Ngộ vậy đó. Ông thì không. Nhưng mà ở đây thì cái trách nhiệm trong nhân gia đình đó, người ta phân chia rất là rõ ràng. Và đối với người ta điều đó lại là điều bình thường. Người ta cùng nhau chia việc ra để mà xây dựng cái cuộc sống gia đình. Và mỗi người đều phải có trách nhiệm trong việc lo việc nhà cửa và nuôi dạy con cái. Nhưng mà người đứng đầu đất nước thì chỉ có một vợ thôi. Đó chính là cái tư tưởng mới. Tại vì nhà vua của ta thì ông đi du học ở Mỹ, ở Anh, cho nên là có nhiều điều ông đã lĩnh hội và cải tiến để vẫn giữ được nét văn hóa truyền thống của người Bhutan, nhưng vẫn có những điều rất là hội nhập. Cho nên là ông chỉ có một người vợ duy nhất và họ đang rất là hạnh phúc với một hoàng tử nhỏ. Nhìn nhà to vậy chứ phòng ngủ ta nhỏ xíu. Người ta cũng xem TV, nhưng mà so với những quốc gia khác đó, thì TV tại Bhutan là coi như là bắt đầu có sóng TV muộn lắm, khoảng mới từ năm cuối thập niên 90 à. Là người ta không quan trọng lắm vì người ta sợ xói mòn văn hóa. Cảm ơn Nam Hồng Nhi, Nguyễn Chi, Phương Huyền. Dạ thầy biết sao con bị cay mắt khói. Là con tràn nhũa nước mắt luôn chứ phải không? Cảm ơn mấy ông chú hạnh phúc nha. Ok. Thôi, bây giờ chắc là ốc sẽ tạm biệt mọi người đây. Bây giờ thì ngay lúc này thì những người mà đang đến tham dự chương trình truyền thống này họ cũng đang ăn tối. Ở đây thì buffet là cái quen thuộc mà mọi người trong các đoàn tour đến ăn. Thì thực sự là mấy bữa nay ốc phải ăn đồ ăn mà mình mang theo, tại vì đồ ăn tại Bhutan thì nó không có phong phú. Đồ ăn thì 100% là organic, là sạch rồi đó, từ rau cho đến trái cây thì rất là ngon. Nhưng mà người ta cái cách chế biến thì người ta lại chế biến khá là đơn điệu. Người ta rau là người ta rau xào không à, người ta không có làm các món như là hấp hay là nấu canh. Súp thì có, mà đa phần là các món xào, cho nên ốc ăn hơi bị ngán. Và phần lớn là những món như vậy, cho nên mấy hôm nay ốc cũng phải ăn thêm những đồ ăn mà mình xách theo. Đồ ăn như là bánh đa cua ăn liền, hay là miếng ăn liền, hay là cháo gói, là coi như mấy hôm nay là hai chị em ăn miết luôn. Cảm ơn Ngoan Trần. Đây là món gì đây? Giới thiệu với các bạn, đây là món ớt phô mai của người Bhutan. Thật ra người Bhutan ăn sáng họ có thể ăn rất là đơn giản. Bữa ăn của người Bhutan rất là đơn giản, người ta có thể ăn cơm gạo lứt hoặc cơm gạo trắng với lại ớt phô mai này. Buổi trưa thì có thể ăn cơm hay là curry, tối cũng y chang vậy á. Cho nên qua đây ăn uống nghèo nàn giống than miết. Chỉ có ngày nào cũng khóc. Chỉ có cái vụ ăn uống là hơi khổ thôi. Mà thôi, nhập gia tùy tục, ở đâu quen đó bạn ơi. Nói chứ đồ ăn Việt Nam mình là number one ha. Đồ ăn Việt Nam, đồ ăn Việt Nam đi đâu cũng number one, là ngon nhất luôn. Ốc qua đây ăn mì gói các anh chị. Ăn miếng cua. Mai Phương đi lấy đồ ăn rồi. Thôi để ốc đi ra phụ em. Tại vì bị cay mắt nè, khói nè, nãy giờ ai tưởng chịu khóc á. Thôi tạm biệt mọi cảm người nha. Cảm động quá các anh chị, cảm nói động chung lắm. Đây là
giải mã tri kỷ. Ông có quay với Mai Phương, đây là một đất nước rất là kỳ lạ và khác biệt thật sự. Nên là nếu như mà các bạn mà mong muốn tìm kiếm những điều bình yên trong tâm hồn và một chút điều gì đó để thay đổi cái quan điểm về hạnh phúc của mình, thì các bạn có thể đến với Bhutan. Và nếu cần thì liên hệ Bina Trần. Amazing Hour Tour. Amazing Hour Tour. Em rất vui được xuất hiện trong video clip của chị Ốc Sơn. Ok, cảm ơn các bạn. Bây giờ Ốc sẽ đi ra phụ em Mai Phương lấy đồ ăn đây. Ốc thì theo đạo Thiên Chúa, nhưng mà Ốc nghĩ rằng là tôn giáo nào cũng vậy, cũng hướng con người ta đến những điều thiện lành nhất. Cho nên là nếu có dịp thì mình cứ đi, đi thật nhiều, đi để hiểu, để cảm nhận và để yêu thương, chia sẻ nhiều hơn. Cảm ơn các bạn rất là nhiều. Chào em Thủy Trần Trà Vàng. Bye bye nha, bye bye mọi người nha. Bibi. Đúng rồi, Bi Nguyễn. Lên tới đó là em Phương khóc luôn. Tại vì cảm thấy mình đã vượt qua được cái chướng ngại vật của bản thân mình. Thật sự đó là hành trình. Nó rất là... nó không có hề dễ với những người bình thường, và chắc chắn nó lại vô cùng khó với những người như Mai Phương. Ok, bye bye. Rồi, bye bye nè. Bye bye.